Văn hóa làng, một sân chơi đặc biệt dành riêng cho bà con nông dân, được sản xuất bởi Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, cùng sự tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, vẫn luôn tạo nên sức hút ở mỗi vùng quê. Sáng nay, sân chơi văn hóa làng được tổ chức tại xã Thanh Tân, huyện Kỳ Sương. Hơn 10 năm trước, người dân xã Thanh Tân đã từng tham gia sân chơi văn hóa làng. Nhưng hôm nay, khi sân chơi này quay trở lại, thì người dân vẫn háo hức đón chờ để được hòa mình vào không khí vui tươi, chứng kiến những phần tranh tài đầy sôi nổi và hấp dẫn của các đội chơi. Đến với sân chơi hôm nay thì chúng tôi mong muốn được gửi những lời ca tiếng hát giới thiệu về quê hương Thanh Tân mình. Văn hóa làng, một chương trình quen thuộc với những màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, các trò chơi vui nhộn và tìm hiểu kiến thức phong phú cùng với chuyên gia đến từ Thái Bình Xít. Đặc biệt, sân chơi văn hóa làng 2024 này đã dành phần thi nhà nông đua tài để bà con nông dân giới thiệu sản phẩm đặc trưng của quê hương, nhất là các sản phẩm ô cốp của địa phương. Thông qua cái sân chơi văn hóa làng này thì không những mang lại niềm vui cho bà con, mà qua đây điều quan trọng nhất là chúng tôi đã quảng bá được thương hiệu như là gạo của Thanh Tân và chả cá Thanh Tân. Ngoài ra thì có những sản phẩm hàng mây che đan. Thông qua cái chương trình sân chơi văn hóa làng là một cái điều kiện và cũng là một cái dịp để quảng bá lại hình ảnh con người và cuộc sống cũng như là cái tình hình phát triển kinh tế của địa phương, cũng là điều kiện để động viên và tinh thần động lực thông qua những cái chương trình văn hóa giao lưu đoàn kết tiếp tục đứng cho địa phương và phong trào địa phương này phát triển lên. Sân chơi văn hóa làng không chỉ mang niềm vui mà còn tạo nên sự đoàn kết cổ vũ tinh thần lao động đối với mỗi người dân Thanh Tân hôm nay.